Cảm ơn nhãn hàng từ Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như từ Glenlivet, dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản Mix and Match Highball Cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Xin chào mừng mọi người đến với podcast Have a Sip, uống gì không? Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt bởi vì chúng ta có ba thứ mới. Thứ mới đầu tiên đấy là cái set này mới. Vẫn là cái khung cảnh là mình ngồi mình trò chuyện với nhau trên một cái bàn, mình uống nước. Thế nhưng mà đây là văn phòng mới của Vietcetera. Cái mới thứ hai đấy là thì mình có một đồ uống mới tinh sẽ đồng hành cùng với thì mình. Và cái thứ mới thứ ba ấy, đấy là mỗi lần thì đương nhiên là gặp một khách mời mới. Hôm nay mình có một người rất xanh, rất vàng. chào mừng Subin. Hello chị Minh, hello tất cả mọi người. Ngày hôm nay Subin rất là vui khi có mặt tại đây để nói chuyện cũng như là chia sẻ nhiều thứ về bản thân với tất cả mọi người. Đầu tiên thì đương nhiên là Have a Sip thì sẽ hỏi là uống cái gì. Thế nhưng mà cũng đây là một cái phiên bản rất là mới, nên là thì mình sẽ hỏi Subin một câu khác đi. Buổi sáng thức dậy thì đồ uống đầu tiên mà bạn nghĩ đến là cái gì? Đồ uống đầu tiên mà em nghĩ đến là nước lọc. Và luôn là uống nước lọc đầu tiên. Chính xác, nước lọc đầu tiên. Nhưng mà đây là cái thói quen của một Subin bình thường hay là một của Subin ca sĩ? Đây là một thói quen của một Subin bình thường. Tại vì nó, cái đồ uống của em nó thay đổi theo thời gian khá nhiều. Hồi còn thanh niên ấy, hoặc là hồi bé thì bữa sáng sẽ là cốc sữa. Thanh niên thì sẽ là một cái món gì đó như kiểu cà phê. Còn hiện tại bây giờ thì là nước lọc. Mọi thứ nó cứ kiểu càng ngày càng nhạt dần ấy. Không, nhưng mà thì mình luôn nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều người chọn uống cái cốc nước lọc. Và mình có cảm giác là hơi trưởng thành một chút ấy. Có thể là trong ngày mình sẽ uống các đồ uống khác, nhưng mà khi mình hơi quan tâm đến sức khỏe của mình, khi mình đã hơi trải các vị khác của cuộc đời rồi, thì mình sẽ cần một cái gì đấy nó tinh khiết như kiểu nước thôi. Thế nhưng mà một Subin ca sĩ thì bạn có phải là người mà uống cái gì rất là kỹ không? Thực ra là trước đây thì em cũng đã từng nghĩ đến là một buổi sáng thức dậy đối với một người ca sĩ thì sẽ phải uống nước gừng hay là nước giá để cho nó ngọt giọng, hoặc là một vài những cái nước gì đó tăng lực. Nhưng mà đối với em thì cái gì nó quen thuộc hoặc là cái gì nó đơn giản mà nó làm mình cho mình thoải mái, không cần phải quá cầu kỳ mà nó vẫn đảm bảo tốt cho sức khỏe, thì em vẫn thích cái như thế hơn. Nhưng mà nó có cái truyền thuyết nước giá với nước gừng thì nó có thật không? Có thật ạ. À, có thật. Thực ra thì em thì cũng đã từng uống rồi. Nhưng mà đối với em thì cái chuyện mà giọng hát của ca sĩ thì nó là tự bản thân mình phải tự biết chăm sóc và mình phải tự bảo vệ nó. Cho nên là nếu như có những cái thứ đó thì nó bổ trợ nó tốt hơn thôi, nhưng còn không có thì cũng không sao. Ok, thế thì sẽ đến cái câu hỏi, đấy là cái đồ uống đầu tiên. Thế bây giờ qua hết một cái ngày làm việc, thì cái đồ uống cuối cùng trong ngày sao lại cười? Đã có sẵn tại chưa? Tại vì em nghĩ là chị cũng biết được. Em cũng nghĩ là chị sẽ đoán được cái nước uống cuối cùng của em trong ngày là gì. Là cốc này đúng không? Thực ra là đây là có thể là tùy hôm. Sẽ có những hôm đây sẽ là nước uống cuối cùng của em trong ngày. Còn có những hôm thì đây cũng sẽ là nước uống. Đây là hai loại nước uống mà em dạo gần đây là em uống thường xuyên nhất. Ok. Rồi. Thực ra thì có một cái thay đổi này bởi vì đến cái thời điểm này của Have a Sip, mọi người cũng sẽ để ý khách mời của chúng ta là những người mà hồi xưa thì mình hay giới thiệu họ là những người nhiều chữ và tạo ra content. Thế nhưng mà trong cái hành trình mới này thì mình sẽ thấy là thường thì tất cả chúng ta ai rồi cũng lớn lên, ai rồi cũng thay đổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn cái hành trình của một ai đấy thay đổi. Thì với Subin mở hàng cái series này là rất là hợp lý. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ hỏi tiếp đến cái câu là nếu mà nhìn lại trong cuộc đời đã đi qua, thanh niên 29 tuổi bước sang tuổi 30, sắp 30 rồi, những cái cột mốc nào là quan trọng với Subin đã trải qua? Đối với em thì trong suốt những năm vừa qua, để mà có một cái khoảng thời gian để mà mình nghĩ lại về các cái cột mốc ấy,
thì có nhiều cột mốc trong cuộc đời lắm, nhưng mà có những cái nó rất là tiêu biểu và có thể là mình sẽ nhớ mãi về nó. Cái thứ nhất là cái cột mốc mà khi mà em bắt đầu nam tiến, đó là một cái cột mốc cực kỳ lớn. Cột mốc thứ hai đó chính là năm 18 tuổi, khi mà em quyết định là em sẽ không theo tiếp chuyên ngành piano trong trường Nhạc viện Hà Nội, mà em chuyển hướng sang tự tham gia underground và đi hát. Thì đấy là hai cái cột mốc rất là quan trọng trong cuộc đời. Nhưng mà 15 tiến trước hay sau? 5 tiến sau, em nhầm đấy. Đúng rồi. Tức là 18 tuổi. 18 tuổi thì là ngừng cái việc học đàn và chuyển sang là đi hát, bắt đầu đam mê hát, tham gia underground. Và tiếp đến là sau đấy là vào 5 tiến. Tại sao cái thời điểm đấy lại... Tại vì theo tiểu sử của Subin là có bạn học đàn từ lúc còn nhỏ hơn, đúng không? Vâng, đúng và biết cả đàn bầu, đúng không? Đúng cái này ạ. Đúng không? Cái này đúng không? Thế thì tại sao cái lúc 18 tuổi đó lại có việc là tôi sẽ... Cái ranh giới nào giữa việc là tôi chơi đàn với lại tôi hát? Tại vì ngày xưa thì lúc mà em còn bé thì là gia đình đã hướng là em sẽ là một nhạc công. Ngày xưa là em đã từng cầm cái đàn bầu đấy đi biểu diễn rất là nhiều nơi trên thế giới cũng như là ở Việt Nam rồi. Thì cái cảm giác mà là mình là một nghệ sĩ thì chắc chắn là sẽ có. Thế nhưng mà lúc đấy là gia đình em cũng chưa biết là em sẽ có thể trở thành một ca sĩ. Và cũng không có ý định là hướng em trở thành một ca sĩ. Đó, thì lúc đó là hình mẫu mà gia đình em muốn hướng tới là như kiểu anh như chú Đặng Thái Sơn đó. Đó là một nghệ sĩ dương cầm. Đó, sẽ là đi du học ở bên nước ngoài rồi về làm một nghệ sĩ đánh trước dàn nhạc các thứ. Thì đó là cái tưởng tượng trong đầu của gia đình em hồi trước. Thế nhưng mà đối với em thì mỗi một khoảng thời gian mà mình trải qua thì nó sẽ tự nhiên nó bộc phát trong mình những cái mà mình không thể biết trước được. Nhiều khi lúc đấy em cũng không biết là em có thể hát được. Thì đến năm đấy cảm thấy là có lẽ là cái việc chơi đàn của mình nó chỉ đến thế được thôi, nó không thể nào mà hơn được nữa. Tự bản thân mình nó sẽ biết cái điều đấy. Thế rồi em mới xin gia đình là em sẽ không học đàn nữa và em muốn thử thách mình ở những cái lĩnh vực mới. Em thích hát, em thích nhảy, em thích được làm những cái mà em muốn. Thế sau này lúc đấy phản ứng của gia đình có dữ dội không? Có. Mẹ em gào rú nhiều lắm. Nhưng mà lại nhất là cái thời điểm đấy mà gọi là mình gọi là underground, đúng không? Chính xác. Lại còn là một cái gì đấy. Hồi đấy là em bắt đầu mới chơi bánh ti. Mới biết đến underground. Hồi đấy là em mới gặp bánh ti. Nhớ câu chuyện đấy rồi, là fan trước đúng không? Đúng rồi, chính xác. Em là một ngày xưa em là một fan của anh ti. Thế xong rồi là hồi đấy là em bắt đầu mới nghe đến nhạc của anh ti và em nghĩ trong đầu là ôi ước gì được gặp anh ti ở ngoài đời một lần. Thì đấy, thì anh như em đã kể với chị là trong một lần đi chơi thì em được gặp anh ti và coi như là cái tâm hồn của mình nó bị cuốn theo cái dòng chảy của underground luôn từ lúc đấy. Thế là em bị tự nhiên em bị lost mất cái khoảng thời gian trước đấy của em, là mình đã từng là một người nghệ sĩ đánh dương cầm nhạc cổ điển và nhạc jazz. Tự nhiên em thích cái gì nó sôi nổi hơn, chứ nó không còn là kiểu ngồi im một chỗ nữa. Gia đình em thì cũng phản đối nhiều, mẹ em rất là buồn. Tại vì là mẹ em cũng muốn là em có một kiểu có bằng cấp về đàn, về những cái mà mẹ em mong muốn, về bố em mong muốn. Thế nhưng mà em không làm cái điều đấy thì nói chung là gia đình em cũng trải qua một cái khoảng thời gian cũng khá là căng thẳng. Giải thích thêm một tí cho mọi người, đấy là mình nói đến T đây là just a T, không phải sợ là hay gọi bằng tên cùng cơm khán giả lại không biết. Thế nhưng mà từ lúc 18 tuổi là đi theo con đường đấy, là bao lâu sau thì bạn quyết định là chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh? Từ năm 18 tuổi đấy cho đến năm 2015 là em bao nhiêu tuổi ta? Đấy. Rồi sinh năm 1992. 29 tuổi trừ đi 6 năm trước là 23 tuổi. Đấy, 23 tuổi là em bắt đầu nam tiến. Lúc trước đấy thì cũng có một vài những cái lời khuyên đối với em là nam tiến đi. Cái kiểu cá tính của em, phong cách của em thì có vẻ hợp ở trong miền Nam hơn. Ở trong đội em hồi đấy thì trong Space Speakers thì mọi người không có ý định nam tiến. Tại vì mọi người đang rất là yêu cái cách làm việc và yêu cái mood
âm nhạc ở ngoài Bắc, cho nên là mọi người không nghĩ đến cái chuyện sẽ nam tiến. Còn em thì lúc đấy một cái tư tưởng nó hơi khác hơn một chút, thì em muốn có một cái miền đất mới để mình tự cố gắng và mình tự kiểu làm những cái điều mà mình chưa bao giờ mình làm. À, thì em có hỏi ý kiến mọi người là có ai muốn vào Sài Gòn không? Thì anh em mình vào ở chung, hoạt động chung, phát triển chung. Nhưng mà cuối cùng là không ai vào. Không. Thế là một mình em khăn gói vào trước. Thì là vào năm 2015, cuối năm 2015. Xong rồi bố mẹ cũng lại phản đối không? Hay đến lúc đấy quen rồi? Lúc đấy thì gọi là sống chết mặc bay rồi. Coi như là cuộc đời của con là tự con quyết định rồi. Mẹ em thì là một người khá là hiền. Bây giờ thì hiền thôi, ngày xưa thì rất là dữ. Tại vì lúc đấy là em vẫn còn đang ở trong cái độ tuổi gọi là thanh niên ấy, thì có rất là nhiều những cái vết xước mà mẹ em cần phải nắn chỉnh. Cho nên bắt buộc mẹ em phải là một người dữ thì em mới có thể trưởng thành và ngoan được. Nếu không thì không biết là Subin sẽ trở thành một người như thế nào. Thì sau đấy thì khi mà em đã đủ cái tuổi gọi là chín chắn và có thể biết suy nghĩ rồi và biết tự lo cho mình rồi, thì mẹ em mới chịu để cho em vào Sài Gòn. Còn trước đấy thì mẹ em là một người rất là giữ em, rất là giữ. Nhưng mà cái điều này nó cũng có một cái khá là hay, tức là hành trình của các nghệ sĩ mà ở ngoài Hà Nội á, luôn có một cái cột mốc mà họ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, như một cái cột mốc hòa nhập ấy. Còn mình sẽ thấy có một nhóm nghệ sĩ họ sẽ không bao giờ rời đi. Và họ cũng sẽ theo một cái con đường nó rất là cố định nào đó. Thì mình để ý là khi mình nói chuyện với chính như trong tuổi trẻ của những người mà sống ở ngoài Bắc ấy, nó luôn có cần một cái cuộc dịch chuyển, nó hơi một cái cuộc và nó rất là quan trọng với tuổi trẻ của mình, công nhận không? Bởi vì là thì mình không biết nhưng với Subin như thế nào, nhưng mà cái lúc đấy chị vào trong thành phố Hồ Chí Minh là 2006, như một cái thế giới mới với mình. Chính xác. Và cái đầu tiên là hồi đấy đã chênh lệch về thời tiết. Tức là mình không thể tưởng tượng là mình đang ở mùa đông như này, xong mình kiểu khăn len các thứ, xong mình vào đây kiểu áo hai dây, xong đường văn phố hóa tấp nập đó. Xong rồi hồi đấy cũng những cái hồi đấy thì mình là phóng viên học trò ấy, mình đi đến những cái tụ điểm ca nhạc á, mà hồi xưa mình không được có cái kiểu như là buổi tối đến mọi người nô nức ra đường, xong cứ đi từ cái này đến cái kia chính không xác, và nó vô cùng quan trọng, nó giống như là nó tạo cho cá tính của những người mà ở ngoài Bắc, xong sống ngoài Bắc, trưởng thành ngoài Bắc. Và trong này ấy, nó có một cái mixture, tức là nó giống như ví dụ như mình uống đồ uống đó, mình hay phải mix các cái hương vị vào nhau, thì nó giống hệt như vậy. Tức là tự dưng cái tuổi trẻ và cái con đường mình đi nó trộn với nhau. Em không biết chị Thúy Minh có để ý cái này không nhá, nhưng mà em với bản thân em thấy nhá, với cái thế hệ bây giờ và cái thời đại bây giờ ấy, cái chuyện giữa Sài Gòn và Hà Nội nó không còn quá gọi là xa vời như cái thời của chị em mình nữa. Đúng rồi. Khi mà em còn hai mươi mấy tuổi, em nghĩ về chuyện là nam tiến ấy, em nghĩ là nó một cái gì đấy nó chuyển mình rất là lớn luôn ấy. Là chuyển cả nơi sống, chuyển cả nơi mình ở, chuyển cả cách sinh hoạt, rồi văn hóa, rồi tất cả mọi thứ, đồ ăn đồ uống là mình phải thay đổi hoàn toàn. Đối với em là một cái gì đấy nó rất là lớn lao á. Còn bây giờ thì có thể là nó sẽ easy hơn một chút đối với tất cả các bạn trẻ bây giờ. Tại vì cái cơ hội để mà ra vào hoặc là đi các nơi thì nó có thể là dễ hơn so với ngày xưa rồi. Cũng không bị gia đình cấm cản quá nhiều, với cả nói chung là cái tiện lợi về di chuyển nó cũng rất là lớn nữa. Còn ngày xưa em nhớ là cái lần đầu tiên mà em bước chân vào Sài Gòn ấy, lần đầu tiên ấy, chị có biết là em vừa mới bước chân xuống máy bay và em đi về phố Lê Thánh Tôn, và em ngồi ở cái quán cà phê đấy trước cửa một cái nhà của người bạn của em. Thì là em hít một cái hơi, mà lúc đấy trời Sài Gòn đang mưa, em hít một cái hơi, em nhớ vẫn nhớ như in là cái mùi Sài Gòn nó khác Hà Nội lắm. Cái mùi mưa ở trong Sài Gòn nó khác Hà Nội hoàn toàn luôn, bảo uầy, một cái không khí khác hẳn mà mình chưa bao giờ mình được trải nghiệm. Nhưng mà lại buồn cười ở chỗ là nếu mà là mùi đúng không? Trong này họ lại nói là nghe mùi, không phải. Đúng rồi, nghe mùi, đấy, nghe mùi. Đấy là một cái em thắc mắc mãi đấy, nhưng mà mọi người không ai giải thích được cho em cái đấy. Nhưng mà hồi đấy thì cái sự dịch chuyển đấy nó còn là cái dịch chuyển về showbiz, về gu âm nhạc, về màu của nghệ sĩ. Thế nhưng mà theo Subin thì bây giờ nếu như mình nói là cái sự dịch chuyển nó không có khác biệt quá, thì liệu cái gu về âm nhạc, về nghệ sĩ có khác biệt nữa không? Thực ra đối với em thì
cái gu âm nhạc của mỗi người nó là do chính bản thân người đấy người ta tự phát ra ấy. Em cũng may mắn là mình vẫn giữ được cái chất và cái gu âm nhạc của mình từ trước khi vào Sài Gòn cho đến khi vào Sài Gòn, em không bị hòa tan so với thị trường chung ở trong này. Thì đấy cũng là một phần mà em cảm thấy là mình vẫn giữ được cái đường nét khi mà mình vào Space Speakers. Là các anh em luôn luôn kiểu như là hỗ trợ cũng như là khai thác cái tôi về âm nhạc của em để em luôn luôn giữ được nó, chứ em không bị kiểu làm nhạc bị dễ nghe đi hoặc là như thế nào đấy. Thì em cảm thấy như thế. Nhưng mà cái tổ hợp của Space Speaker cũng là một kiểu quý hiếm ở trong đúng không? Và cái năm nay Space Speaker cũng đã 10 năm rồi. Chính xác. Có thể cái thời điểm trước thì đúng là nghĩa là Subin nói là một nhóm anh em, nhưng bây giờ thì đã là công ty, thậm chí là có khả năng thay đổi thị trường. Đó. Thế nhưng bây giờ nhắc đến nhạc thì Subin có cột mốc mà liên quan ca khúc không? Tác phẩm không? Thực ra cái này thì nhiều bài hát lắm, nhiều bài hát hết đúng không? Thế nhưng mà nếu mà tự em đánh giá, cái này thì kể cả là tự em đánh giá hay là mọi người đánh giá thì mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra cái bài hát mà thay đổi cuộc đời em nó rất là dễ đoán, đó chính là Phía Sau Một Cô Gái Có Tiếng Cookie. Đấy là cái bài hát mà có lẽ là đưa một Subin từ zero from to hero kiểu vậy. Và sau đấy em cũng bị chết một cái tên là Hoàng Tử Ballad. Thì nó có cái mâu thuẫn ở đây không, đúng không? Tại vì là rõ ràng là Subin là hồi trẻ hình ảnh cu ngầu đi vào underground hip hop và dubstep ở mầm, xong rồi cũng vào một cái nhóm cu ngầu, thế mà lại bạn duyên với Ballad. Nhưng mà em bản thân em có nhận ra cái sự mâu thuẫn này, cái sự mâu thuẫn nó xảy ra như thế nào với em và em nhìn nhận nó như thế nào? Thực ra em không quá gồng để mà kiểu phải như là kiểu mình phải cố chấp nhận là mình hát dòng nhạc ballad đâu. Đối với em thì nó là một chuyện rất là bình thường, tại vì một nghệ sĩ thể hiện được nhiều dòng nhạc thì đó là một điều tốt mà. Đâu có nghĩa là ông theo hip hop nhưng mà ông không hát được thể loại khác đâu. Ở trên thế giới có rất là nhiều nghệ sĩ mà họ có thể thể hiện được rất là nhiều dòng nhạc khác nhau, không chỉ là cái dòng nhạc favorite của họ. Thì đối với em thì em cảm thấy là cái việc mà em hát được ballad ấy, nó là một cái inside bên trong em. Khi mà em hát ballad ấy, mọi người có thể thấy được một chút về nội tâm của Subin ở đằng bên trong ấy, mà khi mà thể hiện những cái ca khúc kia họ không thấy được. Đấy là cái điều em cảm thấy như thế. Chẳng nghe chị lại nói là chị thấy là thôi nói thế thì hơi bóc méo nhau, nhưng mà chị cảm giác như là cái bài đấy không chỉ có mỗi bên trong mà chị biết là đây là cái cảm giác của chị thôi. Đúng là chị cũng quan sát Subin từ rất là lâu, và có một lần chị xem em hát live trong một cái lễ trao giải We Choice, và chị lúc ấy chị thấy rất là hay, bởi vì là hồi xưa mình hay nhìn trong các cái MV ca nhạc á, thì mình không biết người đấy hát như thế nào, nên là nó rất là quan trọng cái việc là nghệ sĩ lúc mà hát live, đúng không? Đấy, như có Subin nói là cái tâm hồn thậm chí nó ra từ những cái lúc đấy. Thế nhưng mà đến cái Phía Sau Một Cô Gái thì đúng là nó, chị luôn nghĩ đấy chính là Subin cho đến khi mà sẽ có cái một cột mốc khác của em. Thế thì sau cái đó thì cái mà ai cũng biết đó, có cái cột mốc nào nó nhỏ nhỏ ở trong em mà không ai biết đâu? Nếu như để mà nói về cột mốc nhỏ nữa thì có lẽ là thực ra cũng không phải nhỏ đâu, nó là một cột mốc khá lớn đấy, đó chính là cái dự án The Player vừa rồi. Khi mà em cho ra một cái EP 3 bài hát là Trò Chơi, Blackjack và Tháng Năm, là cũng là một cái pha gọi là chuyển mình khá lớn đến từ Subin. Thì đối với em đây là một cái cột mốc khá là quan trọng kể từ lúc đó cho đến về sau này, tại vì từ đó đến trước đấy là một cái hình ảnh Subin khác, và từ The Player cho đến về sau này nó sẽ là một cái hình ảnh khác. Nhưng tại sao có cái sự thay đổi đó? Theo em thì đối với em thì hiện tại bây giờ thì em cũng đã 29 tuổi rồi, và em cần có một cái gì đấy từ phong cách cho đến âm nhạc cho đến hình ảnh, nó phải đi song hành với nhau và nó match với nhau một chút. Thì em đã quyết định là em có những cái dòng nhạc mà nó chững chạc hơn, người lớn hơn, trưởng thành hơn, cũng như là từ những cái về hình ảnh nữa, thì em muốn nó
người lớn hơn so với ngày xưa. Tóm lại thì ai rồi cũng lớn mọi người ạ, đúng không? Ai cũng phải lớn lên. Thế nhưng mà cái này chị tò mò này, có rất là nhiều thứ mình lớn thật, rồi các cái sản phẩm hay tác phẩm của mình nó sẽ đi theo mình. Nhưng cũng có lúc nó xảy ra ngược lại, rằng là tôi quyết định là tôi sẽ lớn, các cái tác phẩm của tôi lớn trước, rồi từ từ tôi theo sau và tôi trở thành người đấy. Hai cái lực kéo này là hai cái lực kéo rất là khác nhau. Ở em, cái nào đến trước? Cái việc là tôi sẽ, với tư cách là một nghệ sĩ, tôi sẽ phải lớn, bởi vì cũng không ai sẽ có thể nhảy hip hop mãi, đúng không? Đấy. Về âm nhạc thì không ai ép được, nó phải là tự bên trong nó phát ra. Kể cả khi mà chị muốn mình trưởng thành nhưng mà bản thân bên trong chị không muốn thì nó cũng không thể nào mà ra được ấy. Kiểu như vậy. Thì đối với em thì lúc mà em ngồi viết bài và em sáng tác thì em đã nghĩ là cái lúc này là mình đã đến lúc mà mình phải trưởng thành rồi, và mình sẽ không còn thể nào mà cute hay là dễ thương hay là các thứ này nọ nữa. Thì đối với em viết những cái bài hát đấy mình cảm thấy thoải mái và nó đúng với cả cái lứa tuổi của mình cũng như là cái cảm xúc và trạng thái của mình lúc đó. Nhưng mà chị muốn hỏi thêm là cái đấy nó có đến từ cái việc là rõ ràng trước cái dự án đấy, chị cảm giác cái con đường của Subin đi lúc đấy nó có hơi một chút gập ghềnh. Mình cũng phải trải qua những cái như vậy đúng không? Nó mới đến cái The Player. Ở Player thì mình hay trêu là dân chơi ấy, đúng không? Mà dân chơi kiểu như là thanh lịch, trong kiểu người lớn hơn. Nghe cái EP đấy rất là thích. Nếu không có những cái mà nó hơi trục trặc cái thời gian trước đó, em nghĩ là em có trở thành dân chơi được kiểu đấy không? Em cũng mất khoảng 2 năm. Là người ta dùng từ loay hoay ấy. Thực ra là bất kỳ nghệ sĩ nào thì cái con đường mà họ đi ấy, riêng về mảng nghệ thuật ấy, nó sẽ không thể nào mà êm đềm và trải hoa hồng 100% được. Tại vì ở thị trường Việt Nam thì đa phần là tất cả các nghệ sĩ đều tự lực cánh sinh. Sẽ không có nhiều nghệ sĩ có được những cái bệ đỡ từ công ty hay là những tổ chức để mà có thể dọn sẵn đường để cho họ đi. Mà đa phần như những người như em hay là những người mà đã từng hoạt động underground á, thì họ sẽ có một cái cá tính, nó chỉ là họ cực kỳ có cái tôi cao và bảo thủ về cái con đường của mình. Nếu như họ phải thích thì họ mới đi, còn nếu như họ không thích thì họ không làm. Thì em cũng mất khoảng 2 năm là em làm những cái mà em thích và những cái mà có lẽ là thử nghiệm ấy. Có những cái dòng nhạc mà em thích đột phá và em kiểu thích làm như thế, đối với em là em thích như thế. Nhưng mà em thiếu một cái người mà vẽ được cho em ra là em nên đi như thế nào. Đấy, thì sau khoảng 2 năm đấy thì sau khi mà công ty Space Speaker được lập ra thì em đã có được một khoảng thời gian để reload lại bản thân, là mình biết được là bây giờ mình nên làm gì, mình nên theo đuổi cái hình tượng như thế nào, và mình nên tiếp tục cái con đường sự nghiệp mình trong tương lai ra sao. Thế chị tò mò, trong lúc loay hoay thì em thường làm gì? Và lúc đấy nó có lâu không? Thì mình hỏi câu này bởi vì là không biết tại sao nhưng mà cái tuổi 27 khá là đặc biệt với mọi người. Cái quãng đó ấy. Em biết. Đúng không? Nó cũng thậm chí là cái này nghe nó hơi bí hiểm, như kiểu sao thổ quay vòng lại hay cái gì đấy, lại thế một sự dịch chuyển trong vũ trụ khiến cho một số người ở cái tuổi 27 sẽ cũng làm cái năm mà sẽ luôn phải vật vã loay hoay. Không phải là cái này nói chung cho nhé, bản thân thì mình đến cái tuổi 27 của mình cũng nó mình bị lỡ cỡ ấy, thà là mình sang gần cái tuổi 30 hẳn để mình có thể là biết rất là rõ mình muốn gì. Chính xác. Và mình cũng không phải là cái kiểu mà thà trẻ hẳn, tôi làm cái này sai tôi làm lại, tôi vẫn còn thời gian đó. Nó lỡ cỡ như lỡ vậy cỡ. Đấy thì mình hay gặp các bạn do chị lớn hơn á, mọi người hay đến hỏi là cái khúc đó thì mình làm gì, tại vì nó cảm giác nó rất là dài. Thì cái khúc đó của, mặc dù cái hai cái chữ mà Subin dùng nó rất là ngắn, loay hoay đó, nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ, thì cái lúc đấy á, em chỉ nghĩ là nếu như mình không làm thì không biết bao giờ mình mới làm. Mình cứ suy nghĩ là
thôi thì cứ làm đi, rồi nếu như mà hỏng thì mình sẽ làm lại, nhưng mà nếu như mình không làm thì biết đến bao giờ mình mới làm. Đấy là một cái câu mà em hay nói với cả quản lý, là tại sao em không được làm những cái thứ mà em muốn, kiểu kiểu như vậy. Thì cái khoảng thời gian đó em cũng khá là stress. Mọi người thì có nhiều người cái đấy, cái khoảng thời gian đấy thì rất là đẹp, nhưng mà đối với em thì khoảng thời gian đấy rất là khó quên, tại vì em phải tự tìm cái con đường cho mình ấy. Phải tìm một cái sự là tồn tại trong thế giới âm nhạc mà của riêng mình. Tồn tại trong thế giới âm nhạc của mọi người là một chuyện, nhưng mà tồn tại trong thế giới âm nhạc của riêng mình ấy, là mình phải biết được là à, cái mục đích của tôi làm nhạc là cái gì, và tôi muốn cái âm nhạc của tôi chạm đến khán giả như thế nào. Em phải mất 2 năm để em tìm ra cái điều đấy, và em phải bớt cái tôi của mình lại một chút, rồi lắng nghe mọi người nhiều hơn. Em phải tự học cách gọi là lắng nghe. Đó. Thì về sau này thì khi mà có team, có tất cả mọi người, thì em mới bắt đầu biết làm việc teamwork. Đấy. Thì cái sản phẩm The Player mà chị nghe ấy, là cái sự tổng hòa của cái việc teamwork trong Space Speakers để ra được cái sản phẩm như vậy. Thế em nghĩ gì về chữ kỳ vọng? Bởi vì thì mình có cảm giác ngay sau cái phía sau một cô gái thì cũng là một cái kỳ vọng dành cho Subin á. Hồi đấy thì mọi người sẽ so sánh em với những cái nghệ sĩ nam khác chẳng hạn. Người ta sẽ hay, người ta là người ngoài mà, bao giờ người ta chỉ thích một cái đường đua, bao giờ chỉ thích có hai người đang chạy đua ở trong đấy. Thì em có phải đối đầu với cái sự kỳ vọng đấy không? Khi mà một ai đấy đặt quá nhiều những cái sự kỳ vọng đến em, một ai đây là người là khán giả này, là nhà phê bình âm nhạc này. Đấy thì em sẽ xử lý, hay là chính em sẽ đặt cái sự kỳ vọng em? Thực ra cái từ kỳ vọng đấy nó lại càng đặt nặng lên em một cái gọi là một cái gánh nặng. Thực sự là như vậy. Tại vì khi mà mình được người khác kỳ vọng ấy, thì nó sẽ vô hình chung là nó tạo cho mình một cái áp lực để mà mình xứng đáng với cả cái kỳ vọng của người ta. Thì đối với em đã cố gắng rất là nhiều, và mình cũng có một cái tôi sĩ diện cao ấy. Nếu như mà mình chẳng may mà mình làm một cái gì đấy mà người ta không đúng với kỳ vọng người ta, mình cũng cảm thấy là khó chịu ấy. Mình tính nghệ sĩ mà, và cái sự ganh đua đấy, nó ngoài cái việc là nó sẽ cho mình cái sự thúc đẩy trong cái công việc là mình phải chuyên tâm, mình viết nhiều, mình training bản thân nhiều hơn để mà mình cố gắng để mình không bị thua kém bất kỳ một ai cả. Thì cái lúc đó em chỉ muốn là sao ta, lúc đấy mình nghĩ gì ta, chả nhớ lúc đấy nữa, nhưng em có cảm nhận thấy cái gánh nặng đấy đúng không? Có, lúc đấy nó là một cái sự áp lực của em rất là lớn luôn đấy. Cái khoảng năm lúc đấy là 2017 cho đến 2019 chị áp lực. Thực nó có nhiều điều kỳ lạ là mình khi mình là khán giả và mình theo dõi ai đấy nhiều ấy, thì mình không quen người ta, lúc đấy thì mình không quen Subin, thế nhưng mà chị nhìn thấy những lúc em ngồi em chơi đàn này. Đã. Em trông em kiểu nó rất là hay, nhưng mà nó rất là trông nó cô đơn á, trông nó có cảm giác là cái người này cũng phải tìm một cái chỗ trốn ấy. Đấy. Thì thực ra cũng rất vui là mình cũng đã qua một cái giai đoạn, và nếu một cái giai đoạn nữa nó còn lặp lại thì ít nhất mình cũng đã biết cách xử lý nó đúng không? Thường thì khi mà trôi qua mình sẽ thấy nó em chỉ mong là kiểu ở Việt Nam thì mọi người được tức là mọi người được phép kỳ vọng về một nghệ sĩ, nhưng mà hãy để cho nghệ sĩ đấy được phát triển một cách tự nhiên, để cho đúng cái cá tính của họ, chứ đừng có gò ép là à tôi thấy ông này phải như thế này, tôi thấy ông kia phải như thế kia, rồi là đem ra những cái lời so sánh nó hơi quá để cho cái người nghệ sĩ đấy cảm thấy là họ bị tự ti về bản thân mình, và họ cảm thấy là họ khó có thể có cái đường nào để họ phát triển. Em nghĩ là mọi người nên rất là fair trong cái việc nhìn nhận về cái khả năng của một người nghệ sĩ ở Việt Nam. Nhưng em có phải tiếp người là đến cuối á thì vẫn chọn bản thân không? Hay là em vừa nói là khi em có một cái trách nhiệm, một gánh nặng thì em sẽ vẫn cố gắng làm hài lòng người khác ấy. Thực ra là em sẽ vì bản thân nhiều hơn đấy. Em vẫn thường nói với quản lý của em là em phải thích trước đã. Thì như thế là vì bản thân rồi. Đúng rồi.
Đấy thì thực ra với chị mà nói, chị thấy cái đấy vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mình, và chị cũng hay đem câu hỏi này lắm, tại vì tất cả những người lên trên Have a Sip thì cũng đều là nghệ sĩ, và mình sẽ luôn phải lựa chọn, hoặc là mình phải luôn chọn ra một cái định lượng nó phù hợp là bao nhiêu thì mình chiều khán giả, bao nhiêu thì mình nghĩ về người khác, tại vì rõ ràng nghề của mình là liên quan đến người khác chứ không phải mỗi mình. Chính nhưng chắc. Mà mình phục vụ công chúng mà. Ừ đấy. Thế nhưng mà cái định lượng cuối cùng nó vẫn phải là một cái thứ mà khiến mình hạnh phúc, khiến mình thấy vui mà làm, đúng không? Chính xác. Nếu mà chị bây giờ chị làm việc cũng như là giống như em, chị phải cảm thấy thoải mái với cái việc chị yêu cái việc đấy thì chị mới có thể cống hiến được, đúng không? Đó. Làm sao mà ép được là mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia được. Đến đây thì chúng mình còn nói vui, tại vì là cái The Player nó rất là thành công. Đấy, và Subin kiểu cuối cùng thì cũng tìm thấy bản thân mình và hình ảnh, xong sau đó thì gặp dịch, đúng không, gặp Covid. Thì nó bản ngã thì lại gặp anh Covid, khổ thế. Thì đến bây giờ ở cái thời điểm hiện tại thì em như thế nào rồi, và em nghĩ là sau đây thì sẽ là câu chuyện gì? Đối với em bây giờ em cảm thấy fresh lắm. Nó đang như một cái thế giới rộng mở đang chờ đón mình ấy. Từng ngày trôi qua thì em cảm thấy là có rất là nhiều những cái năng lượng để mà mình có thể phát nó đi được. Có rất là nhiều những cái ý tưởng mới sau khi cái The Player đó kết thúc, thì em đã tự làm việc với cả team cũng như là tất cả mọi người về những cái dự định trong tương lai, và em rất là tự tin về những cái dự định đó. Nhưng có biết bao giờ sắp tới là cái gì không? Thực ra cái này thì nằm trong kế hoạch của công ty nên là em cũng chưa thể nào bật mí sớm được. Nhưng mà okay. em nghĩ là cái kế hoạch sắp tới của em, cá nhân em cũng như là các anh em trong Space Speaker sẽ khiến cho mọi người cảm thấy trầm trồ và sẽ cảm thấy thích. Ok. Trong cái kênh YouTube của Subin 1,29 triệu follower thì chị, nội dung xem cái đấy luôn hả? Nội dung không xem để soi là trong đấy nội dung chẳng có gì cả. Vâng, nói chung là em là một người ít content. Bản thân đây. Em cũng tự nhận luôn, em với rất nhiều nghệ sĩ khác họ có thể tự tạo content ra cho mình. Nhưng em nhận luôn, em không phải là một người có thể ra được content. Tức là em có rất nhiều idea nhá, ví dụ như trong công việc thì em là một người cực kỳ nhiều idea. Nhưng mà về content của tự bản thân mình ấy ra thì có lẽ là hơi hạn chế một chút. Cần phải có người khai thác, ví dụ như chị Thùy Minh đây. Đấy, Thùy Minh đâu, em ấy trêu là vào có mấy chục cái video thì hầu hết là hát live này, xong lại hát live này, xong rồi có mấy cái MV này, xong rồi có mấy cái bản audio cách đây 8 năm về tóc kiểu màu da cam này. Đấy thì đấy, nhưng mà chị cũng muốn mang đến một cái vấn đề là theo em thì có phải quan trọng trong cái việc để tồn tại trong cái ngành này ấy, là nghệ sĩ vẫn hơi khổ là họ vẫn phải đi hai hàng, tức là họ vừa phải làm những cái tác phẩm đúng với họ cho khán giả của họ, xong họ lại phải tạo ra nội dung đúng bên lề nữa. Chính không xác. Thì đấy là cái đặc trưng của thị trường Việt Nam rồi chị. Thì em nghĩ là nghệ sĩ nào thì cũng phải linh hoạt trong cái vấn đề đấy, tức là ngoài cái chuyện là mình sẽ phải làm sản phẩm ra thì mình còn phải tính là cái chuyện là mình phải sử dụng nó như thế nào để nó viral hơn, nó được tiếp cận nhiều người nghe hơn. Thì bây giờ công nghệ 4.0 thì nó có rất là nhiều những cái phương tiện để có thể truyền tải nó đến cho khán giả. Thì đối với em thì suy nghĩ của em nó đơn giản lắm. Trước mắt là mình phải làm tốt một cái phần việc là sản phẩm đã, nhạc phải hay đã. Rồi sau đấy khi mà nhạc hay rồi thì nó sẽ tự có những cái content nó đi theo, nó sẽ tự phát triển ra. Nhiều cái mình không thể nào mà mình biết là mình không thể nào set up trước được. Có những cái mình set up có khi người ta còn không thích bằng những cái nó tự phát. Thì em nghĩ là đối với cá nhân em thôi nhá, em không biết những nghệ sĩ khác như thế nào, nhưng với cá nhân em thì hãy để nó tự nhiên. Còn tự nhiên content nó sẽ đến nếu như sản phẩm của mình đủ hay. Nhưng giả sử bây giờ nhá, chị làm một reality show đến nhà em quay em 24/7. Xong rồi chị sẽ tìm ra có cái gì hay không, cái gì. Chị chỉ ví dụ tại vì trông thế thôi, làm content á, chị nghĩ là nó là cái việc cũng phải chăm và hơi vất vả. Đúng rồi. Đấy, và những nghệ sĩ không làm content là do lười chứ không phải là chị sao? Biết nghề nào làm content hay nhất đâu? Livestream. Streamer. Những bạn làm streamer là những người mà phải nghĩ content hàng ngày luôn á. Tức là ngoài những cái lúc mà bạn làm livestream thì em thấy có nhiều bạn streamer thì sẽ
có những cái hoạt động bên ngoài mà để thu hút cái lượt xem của khán giả ấy. Ừ. Content cực hay luôn. Đúng đúng không? Đó. Cái gì chứ cái mật độ ấy nó là thứ gọi là vắt con người ta ra nhiều thứ nhất, bởi vì là mình sẽ tạo chịu một cái sức ép về thời gian cả. Đúng rồi. Nhưng mà quay về nhá, giả sử em nghĩ là có một cái reality như vậy á, em có chịu làm không? Đấy. Thực ra thì em không ngại về cái việc là em sẽ tham gia cái reality show đó, nhưng em thì lại là một người khá kín tiếng ấy, trong cái vấn đề gọi là cuộc sống lifestyle bên ngoài ấy. Em thường em sẽ không show quá nhiều về cuộc sống của em cho mọi người biết, tại vì em sẽ chỉ show ra những cái lúc mà khi mà em làm nhạc hoặc là những cái liên quan đến sân khấu, thì có thể là em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà em chia sẻ. Còn khi mà ở nhà ấy, thì có thể là có những cái khoảnh khắc mà em hơi không bình thường một tí, thì nói chung là show ra thì chắc là chả có gì hay ho lắm đâu, cho nên là cũng hơi ngại. Nhưng mà chị nghĩ có thể nó đến một cái, ôi rồi ôi, khi thì mình đang nói câu này, hôm vừa rồi có một người nhận xét là chị hãy bị nói chữ nhưng mà, tức là chị bắt đầu mọi câu bằng việc nhưng mà, mình không định chị là... bị nhưng mà đúng không? Ừ. Em bị, thực ra là em bị câu đấy. Thực ra là đấy, lại đang định nói chữ nhưng mà nữa đấy, nhưng mà là mình không định phản biện lại, mình không định phản biện lại người khác, thế nhưng mình cứ bắt đầu bằng một cái câu như vậy. Nó kéo đến một cái vấn đề mà mình sẽ phải trò chuyện, đấy là mặc dù cái câu hỏi về 24/7 đấy nó chỉ là một câu hỏi vui thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy là mình thoải mái với cái đời sống cá nhân của mình hay không. Có một cái điều gì khiến cho em bị nghĩ rằng là tôi nên kín tiếng, tôi không nên show những cái gì cá nhân của tôi ra? Có phải em đã bị gièm pha quá nhiều, em hay bị đồn thổi quá nhiều, hay là em nghĩ rằng đấy là một kiểu quy luật, là nếu mà tôi muốn đưa sản phẩm của tôi ra và để người ta chú tâm vào sản phẩm thôi thì tôi phải bớt những cái rườm rà đi? Thực ra cái vế cuối của chị thì nó không hẳn là đúng, mà cái vế trước đấy thì nó mới đúng. Thực sự là cái mà em gặp phải đó là cái vế mà em bị gièm pha hơi nhiều. Thì thực ra là nghệ sĩ mà bắt buộc phải bị gièm pha thôi. Nếu như không bị gièm pha thì gọi gì là nghệ sĩ nữa. Đấy là cái câu mà mọi người thường hay nói với nghệ sĩ. Nhưng mà mọi người không ở cái hoàn cảnh đấy, cho nên mọi người không hiểu cái cảm giác khi mà bị gièm pha. Tất nhiên là cái chuyện, cái cảm giác của mình lúc đấy thì nó sẽ không có gì là thoải mái rồi khi mà bị như thế. Nhưng mà em chỉ muốn là cái phần inside bên trong em ấy nó sẽ được giữ lại một cách nguyên vẹn khi mà mình được ở một mình và mình không bị ai nhòm ngó hay là phán xét về cái việc đấy. Thì cái việc tập trung vào sản phẩm âm nhạc của mình là sẽ là đương nhiên. Nhưng mà nhiều người lại cứ nghĩ là phải có những cái chuyện đời tư hoặc là như thế nào đấy thì nó mới kiểu push cái việc là bạn ra bài có được để ý hay không ấy. Thì em nghĩ đấy là một cái quan niệm hơi sai lầm. Nhưng cũng khổ cho em đúng không? Vì là chị chỉ nhớ thôi, có những lúc báo chí ở Mỹ, lúc đấy chỉ nghĩ ra ôi một thanh niên đẹp trai, trẻ phơi phới, có người yêu mà. Ở lúc đấy em bao nhiêu lắm. Người. Thực ra là chắc là em chưa bao giờ em chia sẻ với mọi người về cái cảm giác của em lúc đấy đâu. Chắc đây là cái show đầu tiên mà khi mà em ngồi nói chuyện với chị thì có thể là em sẽ có thể đến bây giờ là sau mấy năm rồi thì em mới có thể thoải mái em public được cái cảm giác của em cái lúc đấy. Thì nó thực sự nó rất là kinh khủng. Em sợ lắm. Nói chung là mặc dù đã vào showbiz cũng khá lâu, với cái việc là có thể một ngày nào đó có những cái tai tiếng, điều tiếng nó sẽ đến với mình và mình sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lý để mình đối chọi với cái việc tấn công từ social như vậy. Nhưng mà khi mà mình thực sự gặp phải cái khoảng thời gian đấy và biết được cái cảm giác đấy thì nó không thể nào mà tưởng tượng được như những gì mà mình đã từng nghĩ. Nó làm mình suy sụp hoàn toàn về cả tâm trí lẫn kiểu tinh thần và mình không thể làm được cái việc gì cả. Nhưng mà em có nghĩ là bởi vì mình
cái chuyện báo chí đăng là nó sẽ đập vào mình nhá. Nhưng mà những cái em đọc được thì chắc chắn là nó, em có nghĩ là em ước gì em kiểm soát được tốt hơn không? Tại vì nhá, người bên ngoài nhìn vào, chị chỉ thấy lúc đấy rất là em, chị rất là thương em vì chị với tư cách là chị theo dõi em. Mà chị thấy là trời ơi, nếu mà mình yêu ai đấy hay có một cái chuyện gì đấy thì là cái chuyện đấy rất là con người. Tại sao mình lại bị đăng nhiều bài như thế nhá? Mà có thể những cái bài đấy đơn giản là mình hot thì người ta quan tâm thôi, đúng không? Thế nhưng mà cái comment thì chị không biết, bởi vì chị không phải là em và chị sẽ không chủ động tìm những cái comment đó. Thì hồi đấy tại sao những cái tin đồn hay là những cái gì mà nó hơi tiêu cực như vậy nó lại đến được đến em? Ngày xưa thì ai cũng thế thôi, cũng sẽ có một khoảng thời gian mà cái tính tò mò nó rất là cao. Em ngày xưa thì cũng thuộc dạng là ok, thích hóng hớt. Là em tự em đọc đúng không, em xem cái này đúng nó không? Hơi sầu tính một tí, nhưng mà mình cũng thuộc dạng là hóng hớt, thì có những cái chuyện xung quanh mình thì mình cũng hay hóng hớt, nhưng mà cái đến khi mà mình là mình á, chuyện của mình là chuyện của mình ấy, thì hồi ngày xưa thì em cũng hay lên đọc có những cái kiểu tin tiêu cực, những cái comment tiêu cực về mình, chửi rồi chê rồi so sánh rồi các thứ này nọ, thì tức lắm. Nói chung là mình thể hiện cái biểu cảm và cảm xúc của mình ngay lúc đó luôn, là mình rất là tức. Có những ngày em suy nghĩ về những cái lời comment đấy cả ngày luôn, là tại sao người ta lại nói với mình như thế, mình có làm như thế đâu. Mãi về sau này thì em mới tập cho mình được một cái thói quen, đó là em nói không với cả social luôn, là em sẽ không quan tâm đến những cái lời quá là gọi là miệt thị mình và tiêu cực về nói về mình trên mạng nữa. Em cũng sẽ bớt đọc những cái tin và bớt hóng hớt đi. Nhưng mà hồi đấy thì người ta chê em cái gì? Nói chung là bảo là em hát ballad xong rồi không hát được nhạc dance này rồi. Nói chung là nhiều lắm, nhiều cái kiểu có cả bộ kiểu body shaming cũng có nữa. Nhiều lắm. Cái thời lúc đấy là em mới nổi. Lúc đấy em mới nổi, hồi 2016 2017 thì lúc đấy là lúc kiểu người ta bàn tán với em rất nhiều, nhiều lắm. Trên các trang diễn đàn rồi các thứ này nọ, thì cứ mỗi lần khi mà có một cái bài báo gì đấy về em up lên á, hoặc là cái hình của em up lên ấy, thì là ở dưới là một loạt những cái comment ở dưới. Nhưng bây giờ em nghĩ lại em thấy đỡ hơn nhá. Em thấy đỡ hơn nhiều. Em thấy thoải mái hơn, và mọi người, đấy là ý kiến của mọi người, nên mình cũng tôn trọng, mình cũng không có vấn đề gì cả. Mỗi người một suy nghĩ. Chỉ có điều là bản thân mình có bị những cái lời đấy nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình ngay lúc đấy không mới là quan trọng. Nếu như em vẫn cảm thấy là em thoải mái và em vẫn có thể sống tốt và mình kiếm được tiền, mình có những bài hát hay, thì nó chả ảnh hưởng gì lắm. Chuyện hay của những cái thứ trong quá khứ đấy là khi mình trải qua mình thấy nó không có kinh khủng như trong cái lúc mà mình đang ở cái giai đoạn đấy. Chị cũng có những cái ngày chị còn là, đúng không? Ai cũng thế, mình phát hiện ra là hóa ra là ngôi sao hay là bất kỳ ai cũng có thể bị công kích một cái câu đấy nào đấy từ người lạ. Và nếu mà mình thậm chí cả cái ngày đấy của mình nó bị phá hủy, mình cứ bị cái cảm giác nó dùng mình đứng ở đâu, mình đang làm gì, mình cũng có cảm giác là mình bị cái điều đấy nó tấn công. Và thường thì nó sẽ mất khoảng một ngày, tức là một ngày sau thì mình đang làm cái gì đấy thì mình sẽ quên đi. Và chị luôn hỏi cái câu hỏi này trong chương trình này, bởi vì chị nghĩ là bằng cách nào đó người ta cũng phải bớt làm những cái việc như vậy đi. Tức là người ta cũng phải, nó phải văn minh hơn một chút, những cái văn hóa ở trên mạng ấy. Đấy thì bây giờ càng ngày thì người ta sẽ càng phải ý thức hơn những cái lời họ nói ấy. Dạ vâng. Nó tấn công được đến ai. Vô hình làm tổn thương người khác rất là cao ấy. Đấy, và người ta hay nghĩ rằng là ngôi sao là những người mà không bị làm sao cả. Họ có sự nghiệp, họ giàu có, họ hạnh phúc, họ mặc đồ hiệu, thì không có nghĩa là họ mạnh mẽ hơn được người bình thường, đúng không? Mình được rèn luyện nhiều không có nghĩa rằng là nếu mà dao đâm thì tôi không chảy máu, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Chỉ có là có một cái đấy, khiên bảo vệ vô hình nào đấy để mình sẽ không bị tổn thương bởi những cái lời nói đấy thì may ra. Nhưng trong lúc em chán và em down á thì em hay làm gì? Em chơi game ạ. Đâu biết ngay mà tại sao tất cả những chàng trai trước khi có gia đình thì đều có thể trả lời câu hỏi này, chưa kể những chàng trai có khi là đến lúc có gia đình vẫn làm điều này.
em hơi câu này em hơi xấu hổ nhưng mà em trả lời không. Em trả lời không hề suy nghĩ luôn là không, nhưng mà tất cả tại sao lại thế nhở ở đây à, cũng tất sở thích cá nhân nhưng mà tất cả đàn ông đều như thế. Ừ thì đa số ừ. Phần lớn chính xác. Ừ bóng đá ừ đấy thì ok. Thì em cũng là một người đàn ông bình thường thôi mà chị. Không, thực ra là đấy lại thực ra là suốt ngày thực ra là em có rất nhiều sở thích. Em cũng là một người khá là năng động trong vấn đề gọi là hoạt động về thể chất. Ừ. Là em chơi được khá là nhiều môn. Ừ, ừ. Rồi thể thao rồi các thứ này nọ em cũng chơi rất nhiều. Ừ. Nhưng mà có một cái em bị lậm từ hồi còn gọi là còn bé nên thích chơi game. Thế em khổ. Bây giờ hỏi lại câu đấy. Nếu mà em down mood mà và cần phải cảm thấy tốt hơn thì trừ chơi game ra em làm gì? Em sẽ đi bơi. Uh-huh. Ừ. Em sẽ đi bơi. Khi làm nhạc thì em cái mood của em nó sẽ thường em có chọn một cái mood để làm nhạc và thu âm không? Hay là thường thì cái mood của em nó đến trong cái lúc mà em không làm nhạc. Ừ, dị lắm. Tức là cái mood của em nó sẽ đến lúc em trước khi đi ngủ và lúc mà em đang ở ngoài đường hoặc là lúc đi tắm hoặc đi vệ sinh. Thôi được rồi. Ok ok. Cắt cho em đoạn đấy. Ây da. Không, mình phải chia sẻ thật. Làm cho hình ảnh bây giờ em biết hình ảnh của chị nó đầy đầu. Không, mình em đang chia sẻ thật. Ừ. Đấy. Không, chị tin, không chị rất tin, rất tin. Thật mà. Thì đấy là những cái lúc mà nó tạo mood cho em. Và thường thì những cái lúc đấy thì em sẽ dùng điện thoại để em thu lại tất cả những cái gì mà em bộc phát ra lúc đấy. Rồi đến lúc ngồi vào làm việc thì em bắt đầu lôi những cái tư liệu đấy ra để em làm thành bài. Thế sức ép thì sao nếu mà phải buộc phải hoàn thành một cái gì đấy trong vòng một cái thời gian này? Thế thì không chắc kịp thời gian tắm. Thế thì chắc chỉ có nhà quảng cáo chứ. Ừ. thì mới có deadline như thế. Ừ. Thì nói chung là vẫn làm được, em vẫn làm được. Và cái hiệu quả thì em không biết nhưng mà nói chung là nó vẫn ở trong cái mức mà mình có thể triển khai được. Chị rất là thích cái hình ảnh mà Subin chơi piano và ngồi hát không á. Thì cái đấy, cái điều đấy em đánh giá, em nhìn nó như, tại sao lại có nhiều những cái video như vậy? Bởi vì em hát, em giỏi, em biết là em chơi đàn được này, em hát giỏi những cái khúc đấy này. Hay là liệu nó sẽ trở thành một kiểu chiến lược không? Tất cả những cái clip hoặc là những cái lúc mà em chơi đàn á, em cảm thấy mình rất là tự tin. Thì đấy cũng là một phần mà em thường là sẽ chỉ có ngồi chơi đàn và hát thôi. Với cả cái hình ảnh nó, em lúc đấy em không nghĩ gì nhiều về đến cái hình ảnh đâu nhá. Em không biết là mọi người sẽ nhìn thấy là à ông này thường hay ngồi gần với cả piano, sẽ nhìn trong lãng tử, à biết là mình trong lãng tử nên ngồi với piano chứ gì, kiểu đấy. Em không để ý đến mấy cái đấy đâu. Thì đối với em thì ngồi với cả cái piano là như ngồi với bạn ấy. Giống như lúc mà em có hai món nhạc cụ mà em sẽ như ngồi với một người bạn để mà mình tâm sự cùng. Thứ nhất là cái đàn bầu và cái thứ hai là cái đàn piano. Vâng ạ. Nhưng mà em đã khoe với mọi người lúc chơi đàn bầu bao giờ chưa? Chưa. Ờ. Nó là một cái kỷ vật rất là lớn đối với em. Em bao nhiêu tuổi thì cái chiếc đàn bầu của em nó bấy nhiêu tuổi. Nhưng mà hiện tờ gì nó bị mất rồi, thất lạc rồi. Em buồn lắm khi mà em biết là nó bị thất lạc. Tại vì ở ngoài Hà Nội em chuyển nhà. Thì lúc mà chuyển nhà thì không, em không biết là những cái người ta chuyển nhà, người ta cầm cái đàn của em mang đi đâu mất. Thì lúc mà dọn xong rồi không thấy đâu thì em buồn lắm. Tại vì nó là kỷ vật của em. Tại vì cái đàn đấy là bố em mua tặng em từ hồi em 3 tuổi. Và từ cái đàn đấy là em đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời. 20.000, 50.000. Đấy. Thì em cảm thấy vui lắm. Nói chung là nó như một người bạn đời của em vậy. Đến bây giờ khi mà em được ngồi bên cạnh chiếc đàn bầu ấy, thì em vẫn cảm thấy là hãnh diện ấy. Tại vì em nghĩ là không nhiều người có thể nghĩ là em có thể biết chơi đàn bầu đâu. Nó cũng là một cái gì đấy nghe tưởng buồn cười ấy, nhưng mà thực sự nó là một cái gì đấy rất là. Chị phải search mấy cái size á. Tại vì mọi người ghi là Subin đàn bầu và piano thì chị phải search xem có đúng không, tại nhỡ chẳng may ghi nhầm cái đàn đầu tiên ấy. Thực ra đến bây giờ em
ngày xưa thì mọi người không biết nhiều, em cũng giấu. Nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy... Thế nhưng mà tại sao em lại giấu? Em nghĩ là nó không giống em à? Hay là nó không giống với hình ảnh em muốn trở thành? Kiểu như vậy. Có thể là nó sẽ hơi lệch với cái hướng đi của em lúc bấy giờ. Và... lấy nhảy hip hop sóng xong ra lấy đàn bầu trời. Đấy. Em biết chị đang nghĩ gì trong đầu. Em thấy luôn chị đang tưởng tượng cái hình ảnh đấy trong đầu luôn. Không, nhưng mà nói vậy thôi chứ cái đàn bầu nếu như biết cách sử dụng thì nó sẽ có rất là nhiều cái hay ho để phát triển nó. Nhưng chị cũng thích ở thời điểm này em share, bởi vì là đúng là đến một cái độ trưởng thành thì mình sẽ thoải mái. Vâng. Hồi xưa thì mình sẽ hay phải chọn những thứ mà mình muốn trở thành. Chị biết ngày xưa em thần tượng ạ? Hồi em bé em thần tượng ai không? Cái lúc mà em chơi đàn bầu em thần tượng anh Hồ hay anh? Ừ, chị đang nghĩ chị đấy là người, em là người thứ hai chị quen mà là biết chơi đàn bầu. Anh đầu tiên là anh Hồ hay anh? Đúng. Vâng. Rồi, cũng là một... Hồi xưa hồi bé là em có thần tượng anh Cú Tí, gọi là anh Cú Tí. Ừ, tại anh vì... đấy là bây giờ là nghệ sĩ ưu tú ấy. Dạ vâng ạ. Tại vì là ngày xưa anh Hồ hay anh có một cái chương trình là anh ấy kết hợp cả đàn bầu với cả dàn nhạc nhẹ. Đấy, thì là em bị mê từ cái đợt đấy luôn. Sao mình ngửi được mùi... sẽ có những thứ trong tương lai. Bây giờ cái một vài những gợi ý nhỏ biết đâu đấy. Vâng. Gọi là đặt gạch ở đây những thứ nên sau này mọi người nhìn thấy mà có liên quan là có thể hơi nổ lách tách từ chính chương xác, trình này. Chính xác. Bây giờ mối quan hệ của em với lại gia đình của mình như thế nào? Hiện tại thì mối quan hệ của em với gia đình vẫn rất là êm ấm, vui vẻ. Mọi người rất là tự hào về em. Em cảm thấy em hãnh diện trong dòng họ của em nữa. Bởi vì mình cũng được nhiều người biết đến và cũng kiểu như là một người cháu đích tôn. Có gọi là tí một chút danh tiếng mang về cho gia đình. Nhưng với bố mẹ chắc bây giờ yên tâm rồi đúng không? Dạ vâng. Có giúp em... lấy vợ rồi các thứ không? Mẹ em. Các em bé ngoài Bắc, các chàng trai Hà Nội. Em thì gặp mẹ nhiều, còn bố em thì em ít gặp. Nhưng mà bố em thì bảo là thôi con cứ thoải mái đi, con cứ gặp được bạn nào mà cảm thấy mình tâm đầu ý hợp thì hắn nghĩ đến chuyện cưới xin. Còn mẹ em thì dục hoài à? Chị có biết mẹ em hay lên mạng ấy, xong rồi search mấy cái clip, tìm mấy cái clip mà mấy em bé xíu rồi này, xong rồi xinh xinh yêu yêu ấy, xong rồi gửi cho em. Này này con này, trông yêu không này, yêu không này, úi giời, trông dễ thương không này. Đấy, cứ gạ gạ kiểu đấy là rất là mẹ em rất là thèm có cháu rồi. Tình yêu có phải là tất cả, chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống của em? Mình không nói đến tình yêu gia đình, tình yêu... Em biết. Nhưng mà cái này nó khó đong đếm phết đấy. Tại vì nó đối với em thì nếu mà chỉ có làm không ấy, mà không có yêu ấy, mà không có cảm xúc ấy, thì khó để hoàn thiện bản thân mình lắm. Nó cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đấy ấy. Khó tả lắm. Thì em nghĩ chắc phải kiếm khoảng tầm 40-50%. Đợt dịch này em có yêu ai không? Thế chị lại hỏi em thẳng thừng như thế nhở? Không... chị đã biết là em sẽ không nói rồi mà chị hỏi em một cách thẳng tên. Thì... chị hỏi như kiểu không có máy quay rồi như vậy. Có vẻ hơi quá. Không phải trong mặt hơi đỏ không? Đúng đâu. Rồi. Đừng tìm một người có yêu ai không? Không sao, nói chung là em biết chị rất là tò mò nhưng mà không, cái này sẽ không nói đâu. Thực ra là kể cả là không có ai hay là có ai thì em cũng sẽ không nói. Đấy, chị thích cái đấy. Thực ra khi chị hỏi, chị hỏi thẳng được bởi vì chị biết chắc là không có ai. Khổ thế chứ. Thế nên chị mới thòng vào chữ đặt dịch. Chứ rồi, mặt đỏ lắm đúng không? Uống một tí cà phê vậy. Các bạn ạ, có lẽ trong suốt một cái quãng series của chị Thùy Minh thì mọi người chưa bao giờ thấy hình ảnh của chị Thùy Minh với quá thích vậy. Với một cái trạng thái như thế này thì có thể đây là cái series đầu tiên mà
Cũng như là tiếp về sau này mọi người sẽ thấy một hình ảnh mới đến thì không sợ nhất là đây là vị đầu tiên vẫn là cuối cùng. Không, em xông mở đất là phải hoành tráng, phải vui như này. Ok, nói chung là không, chị uống hơi em là người uống giỏi hay là uống em? Ngày xưa em uống không giỏi, nhưng mà hiện tại em uống được. Rồi, ok, chết rồi, mặt đỏ quá, mặt nóng bức. Em hèn mãi đã bảo là không, nhưng mà vừa rồi cao hứng lúc nói chuyện ấy thì ôm. Vâng. Rồi, thế thôi, hỏi câu hỏi cuối cùng. Buồn cười chị tôi quá đi. Ôi trời ơi. Không, câu hỏi cuối cùng thật. Nếu ngày mai em phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi có mấy vế lần nhá. Khi đi mang theo hoặc là đàn bầu hoặc là đàn piano. Đàn bầu nhẹ hơn. Đúng không? Đúng rồi. Với cả nó chỉ có một dây. Thì khi nào mà chị hỏng hay chị thay dây hay chị lên dây nó rất là dễ. Còn đàn piano nó rất nhiều dây. Nó rất là khó. Okay. Rồi. Chỉ được chọn một loại đồ uống mang theo. Thì đấy là nước hay là whisky? Nước ạ. Ok. Này, em nghĩ là khi mà em trả lời hết những cái câu hỏi này của chị thì có lẽ phải đến 70-80% thì chị cũng đoán được cái bản chất con người. Chị đang đoán rồi, chị còn thậm chí không có định hỏi câu số 3 bởi vì chị chưa nghĩ ra câu số 3 là gì. Nhưng mà okay. Nhưng mà chị đoán em khá là thực tế đấy, đúng không? Em là người đơn giản. Nhiều khi có vẻ trông có vẻ hơi dễ đoán. Thực ra nhiều người nhìn vào thì sẽ có thể là kiểu như là khó nắm bắt được bên trong và khó đoán ấy. Nhưng mà đối với em thì có thể lúc đầu thì trông có vẻ khó thôi, nhưng mà khi mà tiếp xúc rồi thì mọi người sẽ cảm thấy là em là một người rất là đơn giản. Và em mất bao lâu để biết là mình đơn giản? Hay là em luôn biết? Không, gần đây thôi. Vâng, gần đây thôi. Ngày trước thì em cũng màu mè lắm. Chứ em cũng khá là mồm mèo, em cũng khá là kiểu nói chung là thích những cái nó nổi bật và mình cũng kiểu khó đoán, kiểu dị. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em tìm được cho mình một cái gọi là mood and tone để mà mình theo. Hỏi tiếp câu số 3 này. Nếu em vẫn phải lên hoang đảo, chọn một người trong công ty Space Speaker của em để đi cùng thì đấy là chết rồi. Phải đáp bỏ một số các anh em ở lại. Thế chọn ai ta? Chọn người này thì có lỗi với người kia. Đấy, tại vì thực ra chị đang định hỏi là có mang người yêu không, nhưng mà câu trước em đã không có người yêu rồi, đâm ra là nhưng mà chỉ là lên hoang đảo, nhưng mà là sống sướng hay là sống khổ không biết ngày trở về. Không biết ngày trở về. Thế thì theo em thì em sống sướng hay em sống khổ? Em đang phân vân giữa hai người. Em đang suy nghĩ theo cái hướng là sợ trên đấy thì kiểu sinh tồn ấy. Em cần một người. Thì em cần một người. Làm nhiều việc cho em. Em cần một người có trách nhiệm với cuộc sống để có thể sinh tồn được. Thì đấy là anh Tua. Còn nếu để mà một người lên đấy hưởng thụ với em và kiểu tìm những cái cảm xúc chất thơ thì đấy là anh Minzy. Vâng, đấy. Thì thấy không? Mục đích rõ ràng đúng không? Nếu như mà là lên đấy để sinh tồn thì chắc chắn em sẽ cho anh tour. Sau tên này anh sẽ bắt em tập gym mỗi ngày để gánh vác công việc cùng anh ấy. Ok. Được đấy. Được đấy. Nhưng mà đấy, quay về câu chuyện là em nghĩ là khi em lên một hòn đảo, hay là bây giờ không cần hòn đảo đi, trước mắt em ngày mai, ngay sau buổi này em sẽ đi một cái chuyến đi. Đã. Thì cái chuyến đi trong mơ của em là gì? Chuyến đi trong mơ của em á, em chị biết ngày mai em có một chuyến đi đúng không? Dạ vâng, em muốn em muốn đi đến một nơi mà có lẽ là không ai biết mình là ai. Em có một muốn có một chuyến đi là kiểu đến những cái nơi mà mình không ai biết mình là ai và mình được ở cùng với những người mà mình yêu quý.
Thế còn chuyến đi tiếp theo của em trong âm nhạc, em nghĩ là cái hình ảnh player này sẽ còn ở lại với khán giả lâu chứ? Chắc là còn sẽ còn dài đấy. Ừ. Tại vì ngay từ lúc bọn em vạch định ra cái kế hoạch này và cái dự án này thì là em đã biết chắc là nó sẽ là cái để mà mình bám vào một khoảng thời gian trong vòng khoảng 4 đến 5 năm nữa. Uh-huh. Đến khi nào mà ông Suvin phải mọc râu và có thể là cái mặt nó phải nhăn hơn thì may ra nó sẽ là kiểu một cái hình ảnh khác. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì em sẽ hướng mọi người chú ý đến em ở một cái hình ảnh như vậy. Uh-huh. Ok, thôi chúc cho những chuyến đi dù là trong âm nhạc hay là dù ngoài đời, đi với Benji hay đi với tôi thì cũng tại vì thực ra cái hành trình mà Subin đã kể ấy, mọi người cũng sẽ thấy là có rất là nhiều cái sự phải dám làm. Đã vâng. Phải dám, đôi khi kể cái việc mà chị rất là thích cái câu trả lời về sự đơn giản. Dám thấy là mình đơn giản thôi. Đã mình vâng. Như thế này, đây là mình này. Và thấy hạnh phúc với cái phiên bản hiện tại của mình. Chị nghĩ đấy là cái hành trình vô cùng quan trọng. Đến một cái mấy cái mẫu số chung ấy, dù mình là nghệ sĩ, chị vẫn tin là dù mình là ai, không quan trọng là mình làm nghề gì, cái hành trình mà tìm được mình ấy luôn là cái hành trình quan trọng nhất. Chính xác. Vâng. Thì hôm nay chúng ta thì mình cũng rất là vui được trò chuyện với Subin ở một cái thời điểm khá là quan trọng với Subin. Khi mà đã có thể ngồi cười thoải mái, đúng không? Có thể vài năm trước thì câu chuyện nó sẽ khác. Sẽ khác đấy. Và vài năm sau có thể câu chuyện nó khác. À. Nhưng mình cũng rất là vui là ngay sau cái đợt giãn cách, mọi thứ bình thường mới. Chính xác, bình thường mới, new normal. Thì mình được ngồi và nói chuyện. Chúc cho Subin ngày mai luôn một ngày mới. Cảm ơn chị Thùy Minh, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình. Và cảm ơn chị Thùy Minh đã cho Subin cơ hội để được nói nhiều những cái mà mình chưa có cơ hội được nói trên chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng bây giờ đóng máy mình uống thêm, không sợ đỏ mặt nữa. Chưa. Okay.